Tao nói cho anh em, hiện tại thì dòng Muscle Mass tăng cân này ấy, có một cái vị rất là ngon và được rất nhiều anh em ưa chuộng. Hôm nay ông anh sẽ lên cho anh em cái mùi vị ngon nhất của những cái dòng sữa tăng cân. Thì Muscle Mass của Labrada này là một trong những cái dòng sữa tăng cân hiện tại đến thời điểm này được rất nhiều anh em feedback, nó là một trong những cái dòng có mùi vị rất là thơm ngon. Đặc biệt ấy thì cái bột của nó rất là mịn và anh em chỉ cần lắc một là hai lần là nó đã tan hết rồi. Đó. Và trên tay của anh đây là vị vanilla. Dĩ nhiên thì cái độ mịn của dòng vanilla này nó sẽ rất là nhẹ nhàng, thơm hơn, ngọt nhẹ và đặc biệt là không đường. Đây là một trong những cái dòng sữa mà có cái tỷ lệ tinh bột chậm rất là cao, đặc biệt là từ những cái loại hạt và yến mạch cao cấp. Dĩ nhiên là nó không hề thay đổi. Đó là 1930 calorie, 84 gram protein và 315 gram tinh bột chậm. Anh em, hiện tại thì trên tay của anh đây là bịch 5,4 cân, có giá rất là đẹp. Giá hiện tại bây giờ là 1.899.000, có tặng kèm bình lắc cao cấp cho anh em chơi. Ở đây là bình cao cấp của Mark Protein, con này thì là chính hãng. Tiếp là Hùng Anh Gym tại 106 K17 phố Nguyễn Hiền để được tư vấn hoặc là đặt hàng online qua hai số điện thoại là 0396 333 338 hoặc là 0974 504908 để được tư vấn đầy đủ nhất. Xin cảm ơn các bạn.